Chào mừng anh chị và các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường, cập nhật dòng tiền cùng Top Farmer Group. Và mình là Nguyễn Thế Hưng, sẽ tiếp tục mùa hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021, thì chúng ta có một cái phiên đầu tiên sau khi mà VN-Index của chúng ta đã chính thức red khỏi vùng 1.400 điểm. Thì nếu mà nhìn vào cái giá đóng cửa vào ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN-Index là đóng cửa với mức tăng nhẹ hơn 4 điểm. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta xem xét kỹ, cùng xem trên tổng toàn thị trường thì chúng ta sẽ thấy một điều, đó chính là hôm nay có các cổ phiếu trụ như là Vietcombank, VIT, Vinhome, Vinamilk đã tham gia nâng đỡ thị trường khá là nhiều. Trong khi đó phần lớn các cổ phiếu trên thị trường đã đóng cửa giảm. Và một cái thống kê cụ thể rõ hơn thì chúng ta cùng xem ở đây. Thì rõ ràng ở trên sàn HOSE hôm nay là chỉ có 35% là mã giữ được đà tăng giá thôi. Trong khi đó đến 55% mã giảm và 10% mã đứng yên. Thì điều này cho thấy điều gì? Là hiện tại chúng ta có thể thấy là nếu mà theo một cái thuật ngữ mà dân chứng khoán chúng ta thường nói, đó chính là hiện tượng xanh vỏ đỏ lồng. Đó chính là các cổ phiếu vốn hóa lớn thay nhau nâng đỡ thị trường, đang có dấu hiệu nâng đỡ thị trường. Còn các cổ phiếu nhỏ thì nó đã giảm khá là nhiều trong ngày hôm nay. Là với việc mà đến hơn 55% cái mã giảm thì cho thấy cũng có một cái áp lực bán chốt lời. Khi mà VN-Index của chúng ta tiến về vùng 1.400 mà Hưng đã nhiều lần nhắc trong các video trước, đó chính là đây một cái vùng kháng cự tâm lý. Và ngoài ra thì đây là một vùng chốt lãi theo mình đo theo Fibonacci. Thì như vậy thì chúng ta nên làm thế nào trong tình huống này? Nếu mà xét về mặt kỹ thuật thì hiện tại chúng ta có thể thấy là về mặt kỹ thuật VN-Index chúng ta vẫn hầu hết các chỉ báo đều cho VN-Index chúng ta là trong cái xu hướng tăng và sẽ kỳ vọng còn được tiếp tục tăng nữa, nên hành động chúng ta vẫn là tiếp tục nắm giữ. Chỉ có chỉ báo Tojastik là một chỉ báo dao động là cho thấy là VN-Index chúng ta đang ở một trạng thái quá mua, nên là vì vậy mà cái việc mà có một cái sự chốt lãi trên khoảng phân nửa thị trường đó cũng là điều dễ hiểu. Với những cái áp lực tâm lý ở vùng 1.400 này thì việc chốt lãi đã diễn ra. Thì phiên hôm nay thì thanh khoản giá trị giao dịch cũng đạt khoảng hơn 21.300 tỷ, thì đây cũng là con số khá là lớn. Rõ ràng thanh khoản trong hai phiên gần đây nó đã cải thiện rất là nhiều sau khi mà đã có những thông tin là cái hệ thống FPT đã gần như hoàn thiện. Và thông tin mà Hưng nhận được đó chính là khả năng cao là vào ngày 5 tháng 7 là chúng ta sẽ chính thức áp dụng hệ thống mới của FPT. Và điều này, và chúng ta sẽ không còn hiện tượng nghẽn lệnh nữa. Và điều này sẽ đó là một cái động lực, một cái sự kích thích giúp cho mà thị trường và VN-Index đã tăng trưởng trong hai phiên gần đây và có thể tăng trưởng trong thời gian tới nữa. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái vùng khá rủi ro, rõ ràng với việc một cái cây nến đóng cửa với một cái cây chân dài phía trên này đã cho thấy là cái áp lực chốt lời của chúng ta vào ngày hôm nay. Vì vậy các điểm mua hiện tại chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Các điểm mua mới chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Thì chúng ta có thể nên chờ VN-Index về những cái vùng nền giá tốt hơn thì chúng ta hãy tham gia mua mới. Còn hiện tại thì nó vẫn đang còn khá lơ lửng. Về dòng tiền giao dịch của khối ngoại ngày hôm nay thì cũng khá là cân bằng. Trong cái giao dịch của khối ngoại hôm nay thì lũy kế một tháng qua thì chúng ta có thể thấy là khối ngoại cũng có mua có bán, và tổng chung lại là vẫn là một cái tình huống thiên về đi ngang nhiều hơn, chưa có đã ngừng hẳn cái đà giảm, và đây là một cái điều đáng mừng đối với thị trường của chúng ta. Về phân loại dòng tiền theo vốn hóa thì ngày hôm nay rõ ràng chúng ta, như Hưng đã nói, là hôm nay dòng tiền chỉ tập trung rất lớn vào nhóm Large Cap và VN30. Thì trong đó là nhóm VN30 là nó mạnh hơn cả nhóm Large Cap đây. Thì cho thấy là có một cái dòng tiền rất lớn vào các cổ phiếu trụ để kéo thị trường, trong khi
hơn 50%, hơn là 55% mã trong vai trò là giảm, đã kéo thị trường ngược lại. Thì với cái việc mà thị trường hôm nay giảm thì chúng ta cũng không có nhiều các cổ phiếu nhóm ngành nổi trội. Thì hôm nay dòng tiền chủ yếu tập trung ở có hai nhóm ngành là có dòng tiền vào và lớn, đó chính là nhóm công nghệ và nhóm bất động sản. Những nhóm ngành khác có một lượng tiền vô ít hơn, đó chính là nhóm chứng khoán và thương mại. Thì đối với nhóm công nghệ hôm nay thì tiêu biểu đó chính là cổ phiếu FPT với mức tăng là hơn 3,4%. Thì một giả thiết đưa ra có thể là bởi những cái thông tin tích cực là mà FPT đã giải quyết được cho HOSE nên nó đã kéo theo cái động lực tăng trưởng của cái cổ phiếu FPT trong cái thời gian gần đây. Và ngày hôm nay thì cổ phiếu FPT cũng đã trong một cái pha tăng rất là mạnh với cái khối lượng tăng đột biến gấp là đôi so với trung bình 60 phiên thường diễn ra. Thì như vậy chúng ta có thể thấy hiện tại cổ phiếu FPT đang có dấu hiệu là đánh vượt đỉnh, và nếu điều này diễn ra thì sẽ rất rất tốt cho những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này. Tuy nhiên thì đối với hoạt động mua mới, rõ ràng đây là khi mà cổ phiếu đang ở vùng đỉnh thì chúng ta sẽ có hai cách để thực hiện. Nếu chúng ta thấy thị trường đang là rủi ro thì chúng ta có thể canh bán chốt lời ở vùng này. Nếu chúng ta là cổ phiếu cho FPT là còn có thể tăng trưởng được nữa thì chúng ta có thể thực hiện hai cách như sau. Cách đầu tiên đó chính là chúng ta bán chốt lời 50%. Chúng ta chốt tại 50% tại vùng đỉnh này và sau đó giữ 5%, 50% còn lại tiếp tục theo dõi. Nếu cổ phiếu FPT tiếp tục rớt khỏi cái đỉnh này và tăng về phía trước thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn nếu cổ phiếu FPT gặp đỉnh này và gặp cái vùng này, cản trở vùng đỉnh này và giảm lại thì chúng ta sẽ chốt luôn 50% còn lại để tránh những cái rủi ro ngắn hạn. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư nào đánh theo sóng hoặc là mua đánh lâu dài trung hạn thì chúng ta có thể áp dụng chiến lược treo lên top mà Hưng thường hay chia sẻ, đó chính là giả sử như chúng ta đặt một cái vùng top loss của chúng ta ở vùng giá này, đó chính là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của FPT, là vùng giá 84. Thì top loss chúng ta đặt ở đây, chừng nào giá cổ phiếu FPT giảm dưới cái vùng này thì chúng ta mới bán. Còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ theo cái đà tăng trưởng của cổ phiếu FPT. Thì tiếp theo cái nhóm ngành thứ hai mà đã thu hút dòng tiền hôm nay rất là lớn, đó chính là nhóm ngành bất động sản. Và trong đó có các anh lớn như là Vinhome, Vít, BDR, KDH và Novaland. Thì chúng ta cũng sẽ cùng xem qua một số cái tín hiệu kỹ thuật của các cổ phiếu này. Thì cổ phiếu Vinhome thì trong một cái đợt chia sẻ gần nhất của Hưng phân tích về cổ phiếu này thì Hưng đã vẽ ra một cái mô hình mà cổ phiếu hình hộp chữ nhật mà cổ phiếu Vinhome đã giao dịch và nó đã chính thức rớt khỏi cái hộp này. Và Hưng đã dự báo thì khả năng cao thì cổ phiếu Vinhome sẽ tăng về mục tiêu là khoảng tiếp tục là hướng về mục tiêu là 125, và ít nhất thì nó cũng tăng về khoảng mục tiêu là cái hộp này nó chính là khoảng vùng giá hiện tại chính là 118. Thì chính thức hôm nay là cổ phiếu nó này nó đã đạt được mức 118 rồi. Như vậy mục tiêu của chúng ta sẽ tiếp tục hướng về mục tiêu là 125. Thì với việc mà nhờ cái thanh khoản, khối lượng giao dịch trong các phiên ở đây cũng tăng trưởng thì cho thấy dòng tiền cũng đang trở lại với cổ phiếu Vinhome khá là tốt. Vì vậy cho chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ theo cái giá mục tiêu của chúng ta thôi. Cổ phiếu thứ hai đó chính là cổ phiếu công ty mẹ của Vinhome, đó chính là Vít. Thì đối với đồ thị của cổ phiếu Vít thì hiện tại nó vẫn đang trong một cái xu hướng khá là yếu khi mà cả tín hiệu ngắn hạn và trung hạn của Vít đều là tín hiệu giảm, chỉ có tín hiệu dài hạn đó chính là vẫn là còn trong xu hướng tăng khi mà giá cổ phiếu vẫn còn trên đường MA 200. Còn lại ngắn hạn và trung hạn của Vít vẫn đang trong xu hướng giảm nên đối với hoạt động mua mới thì chúng ta có thể bỏ qua đối với cổ phiếu Vít. Và nếu mà một nhà đầu tư lâu năm thì chúng ta có thể biết là Vít là một cổ phiếu khá là nặng mông bởi cái sự ít biến động của nó.
Còn một khi nó đã biến động thì nó cũng sẽ biến động rất là mạnh. Nhưng mà với tình huống hiện tại thì với cái việc xu hướng này thì chúng ta vẫn đánh giá là nó chưa vào một cái xu hướng tăng để mà chúng ta có thể xem xét có thể mua được hay không. Vậy là đối với cổ phiếu VIX thì chúng ta có thể bỏ qua. Thì tiếp theo đó chính là cổ phiếu BDR. Thì cổ phiếu BDR trong nhóm bất động sản thật sự nó đã quá nổi trội trong thời gian 1 năm trở lại đây bởi cái đà tăng của cực mạnh của nó. Và hiện tại thì cổ phiếu BDR vẫn đang tiếp tục cái đà tăng vi diệu của mình. Với việc hiện tại thì rõ ràng đây không phải là một cái vùng để mà chúng ta có thể tham gia mua mới nữa. Chỉ đối với những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta có cổ phiếu BDR thì tiếp tục nắm giữ theo xu hướng thôi. Và cái stop loss chúng ta có thể đặt tại vào khoảng vùng giá 85, và áp dụng phương pháp trailing top, chúng ta cứ dời stop loss dương. Ví dụ bắt chước lúc trước ở đây thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ dời lên tới trên đây. Bởi vì đây là cái nền đã nó tạo ra một cái nền hỗ trợ rồi, chúng ta sẽ dời tới trên đây. Nếu mà cổ phiếu BDR chừng nào cổ phiếu BDR giảm dưới vùng này chúng ta mới cắt lỗ, còn không chúng ta sẽ tiếp tục dời lên nếu nó tiếp tục tạo những cái nền giá mới. Tiếp theo nữa đó chính là cổ phiếu KDH. Thì cổ phiếu KDH cũng là một cổ phiếu tăng rất là tốt, cổ phiếu bất động sản tăng rất tốt. Nó đã tăng từ tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4 với giá 15, 16 và hiện tại lấy là tăng gấp đôi, hơn gấp đôi. Thì hiện tại thì cổ phiếu KDH vẫn đang trong một xu hướng tăng tốt. Tuy nhiên thì nếu mà có đó có hoạt động mua mới thì Hưng cũng không có quá khuyến nghị bởi vì cái rủi ro của bởi vì cái rủi ro thị trường của chúng ta là đang có thể xảy ra. Và rõ ràng nếu mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu KDH thì nó đã đang một lần nữa tiếp cận lại cái đỉnh cũ trước đó của nó, thì đây cũng là một cái ngưỡng kháng cự. Thì chúng ta có thể canh cổ phiếu KDH vượt qua khỏi giá này, sau đó retest lại và mua, hoặc là chúng ta có thể canh cổ phiếu KDH giảm về quanh cái đường EMA 20 này thì cái việc mua của chúng ta nó sẽ an toàn hơn. Cổ phiếu cuối cùng hôm nay cũng đã tăng khá tốt trong nhóm bất động sản đó chính là cổ phiếu Novaland. Thì cổ phiếu Novaland cũng là một cổ phiếu đã vượt đỉnh trong cái thời gian gần đây và hiện tại nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng khá là tốt. Thì sau khi vượt khỏi một cái mô hình cái niêm hướng lên thì hiện tại là cổ phiếu Novaland vẫn đang trong quá trình vượt đỉnh của mình. Và rõ ràng với cái việc mà cái rủi ro hiện tại mà nếu chúng ta mua là ở khoảng lên tới mức 9 gần 10% thì đây rõ ràng không phải là cơ hội đầu tư mới thích hợp cho chúng ta. Thì chúng ta có thể chờ những cổ phiếu này giảm về lại quanh đường EMA 20 thì đó chúng ta mua nó sẽ hợp lý hơn và cái rủi ro chúng ta cũng sẽ thấp hơn nhiều. Thì với việc thị trường hệ thống FPT sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 7 thì nhóm ngành chứng khoán là một cái nhóm ngành chúng ta không thể bỏ qua. Trong đó có các tiêu biểu, các cổ phiếu tiêu biểu như SSI, HCM, VCI, VN-Direct thì thời gian qua cũng đã tăng rất mạnh. Thì với việc áp dụng hệ thống mới thì đây điều này sẽ được kỳ vọng sẽ kích thích thêm và cho cái những cổ phiếu chứng ngành chứng khoán này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì nếu chúng ta xem qua chart của các cổ phiếu này thì chúng ta đều thấy là một cái điều rằng chính là hiện tại các cổ phiếu này đều đã tăng xa so với nền giá khá là nhiều. Ví dụ như cổ phiếu SSI cũng đã tăng xa với nền giá khoảng 10%. Cổ phiếu HCM cũng tương tự vậy, đã tăng rất là mạnh, cách xa một cái nền giá an toàn chúng ta có thể mua lên đến 10% và hầu hết các cổ phiếu ngành chứng khoán hiện tại đều là vậy. Nên đối với hoạt động mua mới rõ ràng về một cái cách đầu tư an toàn và hiệu quả nhất thì Hưng thật sự không khuyến nghị đó anh chị nhà đầu tư chúng ta mua mới đối với cổ phiếu vùng này, mà một cách an toàn nhất đó chính là chúng ta nên chờ, có thể là nên chờ các cổ phiếu này test điều chỉnh lại những cái nền thấp hơn như quanh đường EMA 20 hoặc những cái nền giá hoặc một cái nền giá cân bằng hơn tạo từ các cổ phiếu thì chúng ta hãy tham gia. Còn với giá hiện tại rõ ràng cái rủi ro chúng ta chấp nhận là có gặp phải là khá là lớn.
Như vậy thì nếu anh chị nào mà có coi những cái cổ phiếu ngành chứng khoán này thì chớ Hưng chỉ khuyên là chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và áp dụng cái phương pháp cho treo lên top thôi. Còn đối với anh chị mà nhà đầu tư mới muốn tham gia vào cổ phiếu ngành chứng khoán thì Hưng nghĩ nó khá là rủi ro, nó vẫn còn khá rủi ro trong giai đoạn này. Các chỉ báo động lượng dao động là RSI đều cho thấy là các cổ phiếu ngành chứng khoán đều đã nằm ở hơn vùng 70, một cái xu hướng tăng rất là mạnh và nằm ở trong vùng quá mua, nó khá là rủi ro nếu có thị trường cho có một sự điều chỉnh mạnh. Thì như vậy thì Hưng đã điểm ra qua một số cổ phiếu và nhóm ngành trong phiên hôm nay có dấu hiệu thu hút dòng tiền và có thể sắp tới sẽ có những cái thông tin mới kích thích nhóm này tăng trưởng hơn nữa. Thì rất cảm ơn anh chị đã nghe và theo dõi đến hiện tại. Nếu anh chị thấy hay và thấy hữu ích thì hãy like và subscribe giúp Top Farmer để chia sẻ những giá trị này đến rộng rãi mọi người hơn. Thì chúc anh chị nhà đầu tư đạt được nhiều thành công trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hưng xin cảm ơn.